Lại sáu thức nhân từ nhãn sắc cho đến ý pháp làm tăng thượng duyên. Vì nhân đồng sự nên gọi là pháp có nhân. Lại có các tâm, tâm sở, đồng sanh chuyển chuyển xoay vần. Vì nhân đồng sự nên gọi là pháp có nhân. Lại nhân dẫn pháp bất thiện là do gần gũi với bạn ác, do nghe phi chánh pháp, do bất chánh tư duy gọi là pháp có nhân. Nên biết trái với ba chủng nhân dẫn pháp trên là tất cả thiện pháp gọi là pháp có nhân. Lại chủ nhiễm ô sanh tả tinh tấn nhọc nhằn mà không có kết quả, pha sảnh yếu ưu khổ do nhân dẫn pháp kia gọi là pháp có nhân. Lại chủ không nhiễm ô sanh chánh tinh tấn nhọc nhằn mà có kết quả sanh nhiều hỷ lạc do nhân dẫn pháp kia gọi là pháp có nhân. Lại không nhiễm ô chánh hành tinh tấn nhọc nhằn mà có quả sanh nhiều hỷ lạc do nhân dẫn pháp kia gọi là pháp có nhân. Lại ở nơi thú hướng đạo ly dục thế gian và năng dẫn phát định lự vô sắc do nhân dẫn phát kia gọi là pháp có nhân. Lại trong hiện pháp định lự vô sắc đẳng trí làm chỗ nương, nhiều chỗ thích hợp theo đó vãng sanh địa trên do nhân dẫn phát kia gọi là pháp có nhân. Lại pháp thế gian dẫn phát pháp xuất thế do nhân dẫn phát kia gọi là pháp có nhân. Lại pháp xuất thế nhiếp thuộc thánh đạo năng chứng niết bàn do nhân dẫn phát kia gọi là pháp có nhân. Do hết thảy ca tướng đã thuyết như vậy nên biết kiến là các pháp có nhân. Lại nữa, sao gọi là pháp không có nhân? Nên biết tướng đây trái với tướng pháp có nhân. Lại nữa, sao gọi là pháp có quả? Trong đây pháp có nhân đang sanh, sanh khởi kia do quả đẳng lưu riêng khác gọi là pháp có quả. Họ có nghiệp hữu lậu và phiền não kia do quả dị thục riêng khác gọi là pháp có quả. Họ có ba loài đang hiện tiền, hoặc trong loài thai sanh, hoặc trong loài thấp sanh, hoặc trong loài nhãn sanh, hoặc nhãn sắc, hoặc các tâm tâm pháp đồng sanh kia, hai chủng ba pháp, hoặc gần bạn ác, hoặc gần bạn lành. Như vậy tất cả đều do quả tăng thượng riêng khác gọi là pháp có quả. Hoặc trong hiện pháp do trụ nhiễm ô sanh tả tinh tấn, nhọc nhằn mà không có kết quả, sanh nhiều ưu khổ. Hoặc trong hiện pháp trụ không nhiễm ô sanh chánh tinh tấn, nhọc nhằn mà có quả, sanh nhiều hỷ lạc. Tất cả như vậy đều do quả sĩ dụng riêng khác gọi là pháp có quả. Hoặc thu hướng đạo ly dục thế gian sanh khởi kia do quả lìa hệ buộc tăng thượng gọi là pháp có quả. Hoặc năng dẫn đạo xuất thế gian và năng chứng thánh đạo xuất thế niết bàn kia do quả lìa hệ buộc tăng thượng gọi là pháp có quả. Đó là hoặc đạo xuất thế gian do quả vô giáo lìa hệ buộc gọi là pháp có quả. Hoặc đạo thế gian chẳng phải do quả vô giáo lìa hệ buộc cũng gọi là pháp có quả, nên biết đây gọi là hai đạo sai biệt. Do hết thảy tướng đã thuyết như vậy nên biết kiến lập tướng của các pháp có quả sai biệt, đó là tùy chỗ thích hợp mà kiến lập, hoặc quả đẳng lưu, hoặc quả dị thục, hoặc quả tăng thượng, hoặc quả sĩ dụng, hoặc quả lìa hệ buộc. Lại nữa, sao gọi là pháp không có quả? Nên biết tướng đây trái với tướng pháp có quả. Lại nữa, sao gọi là pháp duyên sanh? Là pháp không chủ tể, không tác giả, đã rộng phân biệt quyết trạch trong ý địa phần duyên khởi thiện xảo. Lại nữa, sao gọi là pháp nội? Được do năm nhân nên biết kiến là pháp nội sai biệt. Do nhân đây nên thuyết danh là nội. Những gì là năm? Một do giả danh, hai do vọng chấp, ba do tăng thượng, bốn do nhiếp thọ chủng tử, năm do sự. Hoặc ở xứ đây giả tưởng kiến lập chủng lại như vậy, như lập là ngã, hoặc lập hữu tình kia giải như vậy, chủng lại như vậy, nói rộng cho đến thọ lượng như vậy. Đây gọi là do giả danh, nên gọi là pháp nội. Hoặc ở xứ đây vọng khởi chấp trước chủng lại như vậy, đó là kế chấp, là ngã hoặc khởi ngã mạn, đây gọi là do vọng chấp nên thuyết danh là pháp nội. Hoặc do pháp đây được tăng thượng ngoại sắc thành xứ sai biệt sanh làm sở thọ dụng, đây gọi là do tăng thượng nên thuyết danh là pháp nội. Hoặc năng nhiếp thọ chủng tử các pháp thiện bất thiện vô ký, đây gọi là nhiếp thọ chủng tử nên gọi là pháp nội. Hoặc năm chủng sắc thành tịnh hoặc tâm ý thức, như vậy gọi là do sự mà thuyết danh là pháp nội. Lại có giả danh kiến lập pháp khác là nội có thể được vì cớ sao và bên trong có được nhiếp thuộc xứ bên ngoài. Lại nữa, sao gọi là pháp nhiếp lấy danh sắc? Năm uẩn nhiếp thuộc danh sắc vì cớ sao? Do ở xứ kia tăng trưởng khả đắc, dùng tay vật cứng xúc chạm tức liền biến hoại, cho nên sắc uẩn gọi là sắc. Bốn uẩn còn lại do thế lực của chủng chủng danh mà thi thiết,
do lấy chủ trộm dành thì thiết làm chỗ nương, phần nhiều ở nơi sở duyên kia mà thú hướng lưu chuyển, cho nên vốn vô sắc uẩn như vậy gọi là danh. Lại nữa sao gọi là pháp chấp thọ, được do năm tướng nên kiến lập các pháp chấp thọ sai biệt. Những gì là năm một chỉ sắc gọi là chấp thọ, nên biết đây loại trừ tâm tâm sở, vì kia chẳng phải chấp thọ. Hai ở trong sắc sở hữu nội căn, sở y thuộc căn gọi là chấp thọ, nên biết đây loại trừ ngoại sắc không thuộc căn, vì kia chẳng phải chấp thọ. Ba tâm tâm sở nhậm trí không xả gọi là chấp thọ, nên biết đây loại trừ tóc lông móng nương thuộc căn, và loại trừ sở hữu nội thân sau khi chết, vì kia chẳng phải chấp thọ. 4 và 5. Sắc chấp thọ do bốn nhân duyên bị biến đổi nên gọi là chấp thọ. Những gì là 4? 1 do ngoại sắc xúc chạm tổn hoại, 2 do sự dẫn phát trái nhau và quân bình của giới bên trong, 3 do nhiều hiện hành các phiền não triền như tham sân, 4 do thẩm lự cảnh sở duyên, trong đây do ngoại sắc năng tổn hại, hiện tiền bức bách tổn não, có sắc chấp thọ, tức liền sanh khổ, sanh đi, sanh não. Hoặc có ngoại sắc nành nhiều ích, hiện tiền tiếp xúc đối ngại, có sắc chấp thọ, tức liền sanh vui vẻ, an ổn, nhiều ích. Và có nội các giới xoay vần trái nhau, liền sanh khổ não, kia nếu quân bình thì nhiếp thọ an lạc. Hoặc bị sự quấy nhiễu của phiền não như tham, tức liền sanh khổ phát giận, thiêu đốt mạnh mẽ. Hoặc vì tà thẩm lự cảnh sở duyên, hoặc vì tránh thẩm lự cảnh sở duyên, liền sanh khỏi khinh an nhiếp thọ hỉ lạc. Hoặc bị tổn hại hoặc được nhiều ích nên gọi là biến đổi. Như vậy hoặc vì sắc, hoặc vì nội, hoặc vì tâm, tâm sở nhậm trí không xả, hoặc vì duyên như thế khiến thành biến đổi, để gọi là các pháp chấp thọ sai biệt. Lại nữa sao gọi là pháp chẳng phải chấp thọ, nên biết tướng đầy trái với pháp chấp thọ. Lại nữa sao gọi là pháp đại trùng sở tạo, pháp chẳng phải đại trùng sở tạo. Bốn đại trùng và đại trùng sở tạo nên biết chỉ đây gọi là pháp hữu sắc. Hỏi như bốn đại trùng do trùng tử của chính nó mới được sanh khởi. Các sắc sở tạo cũng vậy, cớ sao lại nói là các sắc sở tạo được tạo bởi đại trùng? Đáp, hoặc các sắc căn và trong tâm có các trùng tử đại trùng đuổi theo, tức là có trùng tử sắc sở tạo đuổi theo, hoặc sở hữu trùng tử của các đại trùng khi năng sanh quả, bấy giờ trùng tử của sắc sở tạo kia quyết định năng đuổi theo, vì trùng tử tạo sắc kia cũng tự sanh quả, nên nói là đại trùng tạo sắc sở tạo. Trùng tử của đại trùng đuổi theo căn có sắc gọi là có nơi trốn, trùng tử của đại trùng theo đuổi căn vô sắc gọi là không nơi trốn. Lại các đại trùng lược có hai trùng: một, chỉ giới nhiếp lấy là sở hữu trùng tử của các đại trùng; hai, năng tạo tác nghiệp của chính nó, từ tự trùng tử của chính nó sanh ra đại trùng. Lại các đại trùng và sắc sở tạo đồng thời mà có, xoay vần không liền nhau, bảy nhân chủng loại kia mà thành vậy, như mùi vị lan tỏa khắp tất cả xứ, chẳng phải như tụ trấu lúa mà ni. Lại ở nơi tụ sắc một hướng bền chắc thì chỉ có địa giới năng tác nghiệp dục, hoặc ở dục giới có đầy đủ sắc hương vị giới tác nghiệp, hoặc ở sắc giới chỉ có sắc giới năng tác nghiệp dục, còn lại thủy hỏa phong và thanh giới chỉ có sự đuổi theo của chủng tử, lại phải đợi duyên khác mới năng tác nghiệp. Như vậy thủy hỏa phong gọi là ở trong tụ tưởng. Như vậy tùy chỗ thích hợp thứ lớp cũng vậy. Trong tụ nội sắc, tất cả tác nghiệp của các giới như địa đều có được đầy đủ, như tóc lông, trùng trùng sai biệt trong kinh đã rộng thuyết. Nên biết bên ngoài có các tụ như địa riêng biệt, nếu gây gặp gỡ các duyên sai biệt như vậy, như vậy, tức liền năng tác nhân sinh quả pháp như vậy, như vậy, thì như cọ sát cây khô tức liền sanh lửa, lại như các vật bạch kim chỉ thiếc vàng bạc, nếu được nấu chảy tức thành chất lỏng. Lại nữa như trong năm thức thần tương ương địa đã thuyết, xúc xứ nhấp lấy tánh trơn rít, nên biết đều là đại chủng sai biệt. Tuy theo phẩm lại phật vị sai biệt của các đại chủng như vậy, mà theo đó thì thuyết giả danh tánh trơn rít của bốn đại chủng, nên biết đều là giả có. Hỏi như Thế Tôn nói xúc đó là ngoại xứ hoặc bốn đại trùng hoặc bốn đại trùng sở tạo, có sắc không thể thấy, có đối ngại, đây là mật ý gì? Đáp, các đại trùng đây nên biết năng sanh hai trùng sắc sở tạo, tự loại sai biệt và khác loại sai biệt. Tự loại sai biệt của sắc sở tạo là các đại trùng tạo trơn rít,
Do nhân như vậy, duyên như vậy, các đại trùng đầy mỗi mỗi biến đổi sai khác mà sanh, ở nơi kia giả nói tánh trơn giết trùng trùng sai biệt. Các loại sai biệt của sắc sở tạo là năm nội sắc xứ như nhãn nhĩ, bốn ngoại sắc xứ, một phần pháp xứ chỉ trừ xúc xứ. Thế tôi nương tự loại sai biệt của sắc sở tạo kia mà thuyết lời rằng, hoặc bốn đại trùng sở tạo, hỏi thế tôn thuyết có sắc không thể thấy có đối ngại, nên nói đại trùng sở tạo những gì? Đáp, nếu kia định tâm tư duy các pháp hữu sắc dục giới, ảnh tượng sanh khởi, nên nói đại trùng sở tạo dục giới. Nếu kia định tâm tư duy các pháp hữu sắc sắc giới, ảnh tượng sanh khởi, nên nói đại trùng sở tạo sắc giới. Như vậy, pháp sắc của đại trùng sở tạo đây phần quyết trạch còn lại, không hiện nói thêm. Lại nữa, sao gọi là pháp hữu? Tất cả pháp thế gian gọi là pháp hữu. Hỏi, pháp thiện thế gian A-la-hán, vì là thế gian nên tất nhiếp thuộc hữu, do nhân duyên gì gọi là vô lậu? Đáp, vì rơi vào ba hữu được gọi là nhiếp thuộc hữu, vì vĩnh viễn giải thoát các lậu tùy miên gọi là vô lậu. Hỏi, như thế tôn nói pháp hữu lậu là gì? Đó là ý thế gian, pháp thế gian, ý thức thế gian, đây là mật ý gì? Đáp, thế tôn nương nền đoạn chẳng nên đoạn ý thế gian, pháp thế gian, ý thức thế gian mà thuyết lại như vậy. Trong đây thế tôn thuyết nhiều chủng hữu gọi là hữu dục, hữu sắc và hữu vô sắc, như trong phần văn sở thành tuệ địa đã rộng kiến lập những điều Phật dạy cần phải biết. Lại nữa, sao gọi là pháp hữu thượng? Đó là chữ niết bàn, tất cả pháp còn lại. Lại nữa, sao gọi là pháp vô thượng? Do năm nhân duyên nên biết niết bàn là pháp vô thượng. Những gì là năm? Một, tập đế tịch diệt; hai, khổ đế tịch diệt; ba, để sợ hãi do tai hoạn bệnh dịch gây ra được đại an ẩn; bốn, vì sở duyên hiện pháp lạc trú không gì vượt hơn vì an trụ vô tướng; năm, rốt ráo thường trụ nghĩa an nghĩa lạc không hư dối. Vì tất cả nhân như vậy chẳng phải ở nơi xứ khác mà tổng hợp được, chỉ ở niết bàn mới quy tụ tất cả điều trên, cho nên niết bàn gọi là pháp vô thượng. Lại nữa, sao gọi là pháp nên tu? Là tất cả thiện pháp hữu vi, trong đây nên biết được có bốn chủng: một, tu đắc; hai, tu tập; ba, tu trừ bỏ; bốn, tu đối trị. Trong đây thiện pháp chưa sanh vì muốn sanh nên tác ý tu tập gọi là tu đắc, thiện pháp đã sanh khiến trụ không quên mất cho đến nói rộng gọi là tu tập, pháp bất thiện đã sanh vì muốn đoạn dứt nên tác ý tu tập gọi là tu trừ bỏ, pháp bất thiện chưa sanh vì muốn chẳng sanh nên tác ý tu tập các môn đối trị như tu yểm họa gọi là tu đối trị. Nên viết trong đây từ tác ý liễu tướng cho đến tác ý thắng giải gọi là tu đối trị yểm họa, từ tác ý xa lìa cho đến tác ý gia hạnh cứu cánh gọi là tu đối trị đoạn, tác ý quả gia hạnh cứu cánh gọi là tu đối trị trì. Từ đây trở lên tức là tất cả bảy chủng tác ý tùy nhiếp thuộc ở thắng địa thượng địa. Nên biết tất cả gọi là tu đối trị phần xa, tất cả bốn chủng tu đây hợp lại thành hai chủng tu, đó là tu phòng hộ thọ trì và tu tác ý tư duy. Trong đây tu thân gọi là tu phòng hộ, tu giới gọi là tu thọ trì, hoặc tu tác ý tịnh lự địa, hoặc tu tác ý trí đế địa, gọi chung là tu tác ý tư duy. Trong đây tu tác ý ban đầu là tu tâm, tu tác ý thứ hai là tu tuệ. Lại nữa, sao gọi là pháp quá khứ? Là nhân đã thọ tận, tự tánh đã diệt, không gián đoạn làm duyên nên pháp khác được sanh, trừ tâm tâm sở, huân tập tương tục của bậc A-la-hán tối hậu, tuy đã diệt trải qua trăm ngàn kiếp, mà còn năng khiến quả dị thục ái phi ái kia sẽ chín muồi, như các việc đã lãnh thọ trong quá khứ, hoặc có người chỉ năng sanh khởi nhớ nghĩ, hoặc có người không sanh khởi nhớ nghĩ, duy chỉ là chỗ hiển diệt, không các tác dụng, để gọi là các pháp quá khứ sai biệt. Pháp quá khứ đây lược do năm tướng nên biết kiến lập sự sai biệt. Những gì là năm, một hoặc có pháp sát na quá khứ, tức là ở trong tất cả hành sát na, chỗ có các hành sát na trở về sau. Hai, hoặc lại có pháp chết quá khứ, đó là hữu tình kia, ở trong chúng đồng phận kia chết đi, nói rộng cho đến lúc chết và lúc tạo tác. Ba, hoặc lại có pháp kiếp hoại quá khứ, đó là nhiếp thuộc khí thế gian do hỏa tài tiêu hạ. Bốn, hoặc lại có pháp thối thất quá khứ, đó là có người ở nơi các công đức thiện đã đắc trước kia, trụ trong an lạc trở lại thối thất. Năm, hoặc lại có pháp tận diệt quá khứ, đó là chỗ có tận diệt, trong hữu dư y và vô dư y niết bàn giới.
Lại nữa sao gọi là pháp vị lai? Vì nhân chưa thọ, tự tánh chưa thọ, đợi duyên sẽ sanh, sắp hiện tiền khỏi hoặc gần sẽ sanh, hoặc lâu xa sẽ sanh, cũng do năm tướng nên kiến lập sai biệt. Một, sát na vị lai. Hai, nhất sanh vị lai. Ba, kiếp thành vị lai. Bốn, hiện hành vị lai. Năm, tuổi hậu vị lai. Lại nữa sao gọi là pháp hiện tại? Là nhân đã hết thọ dụng, tự tánh thọ dụng chưa tận, sát na đã mất quyết định hoại diệt, chỗ hiển tất cả tạp nhiễm, chỗ hiển một phần thanh tịnh, cũng do năm tướng kiến lập sai biệt. Một, sát na hiện tại. Hai, nhất sanh hiện tại. Ba, kiếp thành hiện tại. Bốn, hiện hành hiện tại. Năm, tối hậu hiện tại. Đó là tâm tâm sở của A La Hán tối hậu. Lại nữa sao gọi là pháp hệ buộc dục giới? Ở dục giới hoặc sành hoặc trường, chưa ly dục dục giới tâm không tại định. Ở nơi vị đây chỗ có các pháp hoặc là được sành, hoặc là tác ý đã hành, đang hành, sẽ hành. Đây gọi là pháp hệ buộc dục giới. Lại nữa sao gọi là pháp hệ buộc sắc giới? Là sanh ở sắc giới, năng hiện chứng nhập một trong các tịnh lự, đã ly dục dục giới, chưa ly dục sắc giới, chưa phát ra hạnh của cõi giới cao hơn, hoặc từ định kiềm mà khởi, chỗ có các pháp ý địa thế gian, đều do tác ý đã hành, đang hành, sẽ hành. Đây gọi là pháp hệ buộc sắc giới. Hoặc sanh ở sắc giới, chưa ly dục sắc giới, chưa phát ra hạnh đối với cõi cao hơn, các pháp thế gian, hoặc là được sanh, hoặc là tác ý đã hành, đang hành, sẽ hành. Như vậy cũng gọi là pháp hệ buộc sắc giới. Lại nữa sao gọi là pháp hệ buộc vô sắc giới? Như pháp hệ buộc sắc giới thì pháp hệ buộc vô sắc giới để chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Lại nữa sao gọi là pháp thiện? Nếu lược thuyết thì có hai nhân duyên nên tất cả pháp thiện được gọi là thiện. Một, vì tự tánh không điền đảo cũng đang đối trị pháp điền đảo. Hai, vì an ổn. Vì cớ sao? Vì tự tánh của tất cả pháp thiện không điền đảo ở nơi sở duyên chuyển, lại năng đối trị pháp nhiễm điên đảo ở nơi sở duyên chuyển, vì năng đến các đường thiện chứng đắc niết bàn gọi là an ẩn. Lại do năm tướng kiến lập các pháp thiện sai biệt. Một, vì đương lai cảm quả khả ái. Hai, vì đối trị tạp nhiễm, đó là bất tịnh năng đối trị tham dục, cho đến tám thánh đạo tri năng đối trị tất cả các pháp tạp nhiễm. Ba, vì chỗ hiển bày của tạp nhiễm được tịch diệt, chỗ gọi là niết bàn. Bốn, vì chỗ hiển bày an trụ thành tịnh, đó là người đã đi dục an trụ thiện của bậc thánh, hiện pháp lạc trú. Năm, vì chỗ hiển nhiều ích hữu tình, đó là bậc đã đi dục. Vì ai mẫn người nên sở hữu chủng chủng thiện hạnh lợi tha của thanh văn, Bồ Tát và Như Lai. Lại do năm nhân duyên khiến pháp thiện sung mãn, những gì là năm? Một, do gia hạnh. Hai, do huân tập từ lâu xa. Ba, do nhiếp thọ công đức thủ thắng. Bốn, do sự việc ruộng. Năm, do tự tánh. Do gia hạnh, các thiện pháp do tạo tác gia hạnh ân trọng, gia hạnh không gián đoạn được tạo làm với vô lượng phẩm sai biệt, hoặc tự mình làm hoặc khuyến khích người làm, dùng vô lượng môn vui mừng khen ngợi, thấy người đồng pháp thâm tầm hoàn hỷ, nên biết đây gọi là do gia hạnh khiến thiện pháp sung mãn. Do huân tập từ lâu xa, các thiện pháp đã từng hoặc tu hoặc tập hoặc nhiều tu tập trong nhiều đời khác, do nhân duyên đây, ở đời này tâm tánh người kia năng thú nhập thiện pháp, an trụ trái với bất thiện. Đây gọi là do huân tập từ đời trước khiến thiện pháp sung mãn. Do công đức thủ thắng, các thiện pháp nhiếp thuộc địa dưới, bao gồm người đi dục thế gian và người thấy dấu tích thánh, hoặc đối với giải thoát, hoặc đối với vô thượng chánh đẳng bồ đề, thâm tầm hồi hướng lìa các kiến thú. Đây gọi là nhiếp thọ công đức thủ thắng khiến thiện pháp sung mãn. Do sự việc ruộng, các thiện pháp do dùng hết thảy sự thí như tốt đẹp nhất, phát khởi thừa sự cúng dường đối với các bậc đại phước điển đáng tôn trọng. Đây gọi là do sự việc ruộng khiến thiện pháp sung mãn. Do tự tướng, các thiện pháp nếu do thí mà thành tựu, thì tự tánh thấp kém hơn so với do giới, do tu. Nếu do giới mà thành tựu, thì tự tánh vượt thắng hơn so với do thí và tự tánh thấp kém hơn so với do tu. Nếu do tu mà thành tựu, thì tự tánh đều thắng vượt hơn so với do giới, do thí. Đây gọi là do tự tánh khiến thiện pháp sung mãn. Lại nữa sao gọi là pháp bất thiện? Trái với hai tướng nhân duyên của pháp thiện, nên biết là hai tướng của các pháp bất thiện, đó là vì tự tánh điên đảo và vì không được an ổn. Lại do năm tướng kiến lập các pháp bất thiện sai biệt. Một, vì đương lai cảm quả phi ái. Hai, vì ngược lại với các đối trị tạp nhiễm. Ba, vì chỗ hiển nhiễm không tịch tĩnh. Bốn, vì chỗ hiển
của trụ các nhiễm não nằm vì chỗ hiền của năng tổn hại người, là trái với năm nhân duyên khiến pháp thiện sung mãn đã nói trên, gọi là năm nhân duyên khiến pháp bất thiện tỏng mạnh. Lại nữa, sao gọi là pháp vô ký? Tánh của các pháp vô ký thì không phải điên đảo, cũng không năng đối trị các pháp điên đảo. Tánh không phải an ổn, không phải không an ổn. Lại do năm tướng nên kiến là các pháp vô ký sai biệt. Những gì là năm? Một, dị thục sanh vô ký. Hai, oai nghi vô ký. Ba, câu xảo xứ vô ký. Bốn, biến hóa vô ký. Năm, tự tánh vô ký. Trong đây tự tánh vô ký, các sắc căn là trường dưỡng và các hữu sắc xứ bên ngoài, chẳng phải nhiếp thuộc dị thục, trường sắc xứ thành xứ thiện, nhiễm ô. Lại nữa, sao gọi là pháp học? Đó là bồ đặc giả la hữu học, hoặc dự lưu hoặc nhất lai, hoặc bất hoàn, hoặc pháp hữu vi xuất thế gian, hoặc pháp thiện thế gian, đây gọi là pháp học. Vì cớ sao? Vì nêu pháp đây, nên thời thời tinh tiến tu học tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học. Lại nữa, sao gọi là pháp vô học? Trừ A-la-hán các lậu đã tận, hoặc pháp hữu vi xuất thế gian, hoặc pháp thiện thế gian, đây gọi là pháp vô học. Lại nữa, sao gọi là pháp phi học, phi vô học? Trừ pháp học, vô học đã thuyết ở trước, dự lưu cho đến A-la-hán còn lại hoặc rơi trong số tất cả dị sanh tường tục, hoặc sở hữu các pháp kia tăng thượng, đây gọi là pháp phi học, phi vô học. Lại nữa, sao gọi là pháp kiến đạo sở đoạn? Đó là năm kiến như thân kiến và nương tựa các kiến khỏi tham sân mạn, hoặc tương ứng vô minh hoặc chỗ có vô minh, chẳng cùng đối với các đế như nghi đối với đế và hết thảy các nghiệp dẫn đến ác thú, để gọi là pháp kiến đạo sở đoạn. Lại nữa, do gọi là pháp tu đạo sở đoạn, là tất cả pháp thiện hữu lậu, tất cả pháp không che đậy, không ghi nhớ, chỉ các pháp nhiễm ô đã thuyết ở trước, pháp nhiễm ô còn lại, đây gọi là pháp tu đạo sở đoạn. Lại nữa, sao gọi là pháp phi sở đoạn, là chỗ có các pháp của tất cả pháp hữu học xuất thế gian, tất cả vô học tương tục, trong đây ở tất cả thời hoặc pháp xuất thế vì tự tánh tịnh, đây gọi là phi sở đoạn, hoặc pháp thế gian còn lại vì đã đoạn nên gọi là phi sở đoạn. Lại nữa, sao gọi là pháp thẳm sâu khó thấy, nên biết tất cả pháp đều là thẳm sâu khó thấy. Vì cớ sao? Pháp thẳm sâu khó thấy bậc nhất đó là tự tánh tuyệt dứt các hí luận, siêu vượt đường ngôn ngữ, tự tánh các pháp đều rất hí luận, vượt quá đường ngôn ngữ, phải do ngôn thuyết làm chỗ nương mới năng nắm giữ, năng quan sát, năng nhận thức, cho nên phải biết tất cả pháp đều thẳm sâu khó thấy. Như vậy đã thuyết sự kiến lập sai khác của pháp hữu sắc vô sắc, pháp có thể thấy không thể thấy, pháp có đối ngại không đối ngại, pháp hữu lậu vô lậu, pháp hữu tránh vô tránh, pháp có nhiễm không nhiễm, pháp nương đam mê vui thích, nương ra khỏi xa lìa, pháp thế gian xuất thế gian, pháp đoạn chẳng phải đoạn, pháp hữu vi vô vi, pháp sở trì sở thức sở duyên, pháp giữ gìn, pháp có dị thục không dị thục, pháp có nhân không nhân, pháp có quả không quả, pháp duyên sanh, pháp nội, pháp nhiếp lấy danh sắc, pháp chấp thọ chẳng chấp thọ, pháp đại chủng sở tạo chẳng phải đại chủng sở tạo, pháp hữu phí hữu, pháp nền tu, pháp hữu thượng vô thượng, pháp quá khứ vị lai hiện tại, pháp hệ buộc dục giới, hệ buộc sắc giới, hệ buộc vô sắc giới, pháp thiện bất thiện vô ký, pháp học vô học, phi vô học, pháp kiến đạo sở đoạn, tu đạo sở đoạn, phi sở đoạn, pháp thẳm sâu khó thấy. Nếu có người khéo léo tư duy những điều nên tư duy, nên biết phải như lý tinh cần phương tiện tư duy, phân tích chọn lựa các pháp như vậy. Và trong điện đây văn quyết trạch còn lại không hiển nói thêm.